chào tất cả mọi người, mình là Lã Thanh Huyền, mình là diễn viên và mình tới từ Hà Nội. Ngày hôm nay thì Huyền cùng với các anh chị em nghệ sĩ ở Hà Nội đã có mặt tại dự án Nova World của Phan Thiết. Với Huyền, khi mà mình đầu tư bất động sản thì có những cái điều mà mình rất là quan tâm, ví dụ như là chủ đầu tư. Nova Land là một chủ đầu tư rất là uy tín và đã có rất là nhiều năm trên thị trường bất động sản, thì bản thân Huyền rất là tin tưởng và Huyền nghĩ là mình có thể gửi gắm những cái đầu tư tài chính của mình vào tập đoàn Nova Land. Vùng biển ở Phan Thiết cũng là một vùng biển đẹp, nổi tiếng ở đất nước ta. Khi mà tới siêu thành phố nghỉ dưỡng này thì Huyền nghĩ không chỉ là tới đây để nghỉ dưỡng đâu, mà mình còn có thể có một ngôi nhà thứ hai ở đây để mình sống này, mình làm việc này, và để cho tất cả gia đình mình đều được tận hưởng tất cả những cái tiện ích hiện đại nhất, cũng như là con cái mình có được tất cả những cái không gian sống tuyệt vời nhất. Đây là một cái siêu thành phố nên là nó tích hợp rất là nhiều những cái tiện ích ở đây. Có một nhà hát arena, nhà hát nghệ thuật có sức chứa tới 7.000 người. Đây là một điều mà Huyền nghĩ là chỉ có ở Nova World Phan Thiết mới có. Trong thời gian tới đây thôi thì sự di chuyển nó sẽ rất là tiện lợi. Huyền chỉ mất khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ đi từ thành phố Hồ Chí Minh tới Phan Thiết, và có những cái chuyến bay thẳng từ Hà Nội tới đây, thì Huyền nghĩ là chỉ trong một ngày thôi là mình đã có thể có mặt tại cái ngôi nhà thứ hai của mình, không cần phải mất quá nhiều thời gian để di chuyển nữa. Thật ra bản thân Huyền thì chưa biết nhiều về môn golf, nhưng mà khi mà tới trải nghiệm cái sân golf rất là hiện đại, một cái sân golf rất là rộng và có view ra ngoài mặt biển, cùng với nó là một cái sự thiết kế rất là hiện đại, chuyên nghiệp. Ngay cả khi mình cảm quan lên cái mặt thảm cỏ thôi là mình đã thấy sự khác biệt rất là lớn với những sân golf khác rồi. Và ở ngay đó thôi thì lại có một cái học viện golf dành cho những người mà chưa biết về golf, cũng như là những người mới bắt đầu. Có thể là khi mà Huyền ở đây, khi mà Huyền có một ngôi nhà ở đây, thì Huyền lại có thể học thêm được một cái bộ môn mới, một cái bộ môn thể thao rất là thời thượng. Đánh giá đây là một trong những cái dự án siêu thành phố trong tương lai, cái điểm đến rất là đáng sống của tất cả mọi người. Và Huyền nghĩ là Huyền sẽ cho thang điểm 10 cho dự án Nova World này. Và Huyền tin là với một cái cuộc sống xanh, gần gũi với môi trường, một căn nhà ở ven biển sẽ làm cho chúng ta cảm thấy là yêu đời hơn rất là nhiều. Và nếu như mà sở hữu một ngôi nhà ở đây, vừa có thể kinh doanh, vừa có thể ở, vừa có thể hưởng tất cả những tiện ích ở đây, đồng thời chúng ta còn có thể đầu tư sinh lời nữa, thì Huyền nghĩ đây sẽ là những cái lý do mà Nova World Phan Thiết chắc chắn sẽ trở thành một sự lựa chọn tối ưu, sự lựa chọn hàng đầu cho các bạn nếu như các bạn muốn đầu tư bất động sản hoặc muốn sở hữu một second home ở thành phố ven biển.